Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải. Nội dung trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách tạo ví iZcoin nha các bạn. Thì cái ứng dụng iZcoin á, nó cho chúng ta khai thác cái đồng đó là cái đồng IZC, tức là iZcoin đó các bạn. Thì hiện tại á, là nó đang cho chúng ta airdrop miễn phí nha các bạn. Và nếu bạn nào chưa khai thác cái đồng IZC này á, thì mình sẽ để cái đường link bên dưới phần bình luận. Các bạn có thể click vào để mà đăng ký. Còn bạn nào mà chưa biết cách đăng ký á, thì mình cũng sẽ để cái đường link đoạn video nha. Các bạn có thể click vào để mà xem video hướng dẫn của mình cách đăng ký và khai thác cái đồng IZcoin nha các bạn. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ các bạn đó là chúng ta tạo cái ví nha, cái ví của cái thằng iZcoin, cái ví iZwallet đó các bạn, để sau này á mà nếu mà cái những cái đồng coin này chúng ta mở khó á, thì chúng ta có thể chuyển về ví nha các bạn, rồi chúng ta có thể chuyển lên sàn để mà bán nha các bạn. Rồi đầu tiên thì ở giao diện đăng nhập như thế này á, thì các bạn thấy cái có cái chữ web3 nè, thì các bạn bấm vào nha. Đây, ở đây thì nó kêu là cổng kết nối web3 của bạn, ví điện tử đó là truy cập để app, thì ở đây nó có là tôi chưa có ví nè, hay là tôi đã có ví, thì hiện tại mình tạo ví mới, cho nên là tôi chưa có ví nha, các bạn bấm vào nha. Rồi hiện tại là nó kêu các bạn nhập cái mật khẩu nè, thì các bạn nhập một cái mật khẩu mà các bạn của các bạn nha, mật khẩu riêng của các bạn tự nhớ nha các bạn. Rồi tiếp theo là nó kêu xác nhận lại mật khẩu mà các bạn vừa nhập nha, thì các bạn nhập giống như cái mật khẩu các bạn vừa bấm nha. Rồi sau khi mà các bạn nhập mật khẩu xong á, thì nó sẽ tạo cái ví cho chúng ta thành công như thế này nè các bạn nè. Và đây là cái địa chỉ ví của chúng ta nha. Đây là cái địa chỉ ví nè các bạn nè. Nó kêu là Saulo Wallet A để bảo vệ tài sản của các bạn. Thì các bạn bấm vào nha. Rồi các bạn bấm vào nhập mật khẩu của các bạn nha. Đấy thì nó kêu là các bạn có cái cụm từ nè. Nó hiện ra cái cụm từ 12 cái tự nha, thì các bạn sao chép cái cụm từ này và các bạn đi dán vào một nơi an toàn nha, các bạn cất giữ vào một nơi an toàn nha các bạn, không được tiết lộ cho ai nha. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sao chép và cất vào một nơi an toàn nha, các bạn bấm một cái chữ sao chép nè. Rồi như vậy là chúng ta đã lưu vào một nơi an toàn nha các bạn. Nếu như sau này mà chúng ta có đổi điện thoại á, thì chúng ta sẽ dùng cụm từ khóa 12 từ này để mà chúng ta sẽ đăng nhập nha các bạn. Rồi thì cái ví này cũng giống như những cái ví khác thôi các bạn, thì các bạn có thể mà sau này tích hợp những cái web3, kết nối những cái web3 để mà chúng ta có thể rút những cái token hay là những cái đồng coin về đây nha các bạn. Thì ở đây là nó cũng có địa chỉ ví nè, rồi ở đây nó có mà cái mạng nè các bạn nè, nó có rất nhiều mạng nha, BNB, Ethereum, Polygon nè. Nói chung giữa cũng giống như những cái ví khác thôi các bạn. Thì ở đây cũng có gửi nhận những cái đồng coin nha, nhưng mà hiện tại chúng ta không nên lưu trữ những cái đồng coin đó trên đây đâu các bạn. Hiện tại là chúng ta tạo cái ví này để sau này nếu mà chúng ta có mở khó cái đồng iZcoin nè, thì chúng ta sẽ được nhận cái đồng iZcoin nha các bạn. Và đến thời điểm hiện tại bạn nào vẫn chưa khai thác cái đồng iZcoin á, thì các bạn nên khai thác nó càng sớm càng tốt nha các bạn. Thì đây là một cái ứng dụng web3, nó giống như là cái ví OKX đó các bạn, rất giống luôn nha. Cho nên đây là kiểu như là một trang mạng xã hội về crypto nha, trang mạng xã hội tin tức về crypto, về tin tức tiền điện tử đó các bạn. Cho nên đây là một cái đồng coin mình cảm thấy khá là tiềm năng mà các bạn không nên bỏ qua nha. Mỗi cái đường link á mình sẽ để bên dưới phần bình luận nha, các bạn có thể click vào để mà đăng ký khai thác nó càng sớm càng tốt nha các bạn. Rồi video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.